mà các bạn sẽ muốn biết về Hyundai Stargazer. Một là mặc dù chiều dài trục diện ngắn ở trong phân khúc, nhưng mẫu MPV nhà Hyundai lại có không gian ở trong xe thực sự là rất choáng ngợp, nói cả về độ rộng lòng, khoảng trống trên đầu lẫn khoảng để chân của cả ba hàng ghế. Hai là thông số máy giống hệt Kia Carrera và mạnh hơn các đối thủ khác ở trong phân khúc về mặt giấy tờ, tuy vậy thì vận hành thực tế không quá khác biệt. Điểm chung của cả hai mẫu xe này là đều không phân bố quá nhiều moment xoắn ở giải tua đầu, sức kéo dàn trải nên tăng tốc tầm trung có lực hơn. Ba là giá bán mặc dù thuộc diện rẻ nhưng trang bị của Hyundai Stargazer lại vượt mặt phân khúc với rất nhiều thứ đáng để kể ở đây: màn hình giải trí cỡ lớn, bộ toán đa bầu, có cả speed limit và bộ ADAS, thậm chí còn nhiều tính năng hơn cả Toyota Veloz. Độ thực dụng của Stargazer cũng rất tốt với nhiều ngăn để đồ, cách âm khá so với mặt bằng phân khúc, và đáng tiếc là điều hòa vẫn theo truyền thống của Hyundai, tức là khá yếu. Cuối cùng là phong cách thiết kế hết sức lạ mắt của Hyundai Stargazer sẽ cần thêm thời gian để được người Việt Nam chấp nhận, còn bây giờ 9 trên 10 người sẽ cho rằng nó nhìn quá lạ mắt.